Hai chàng em vào chỉ lượng mình từ lúc 98 tiếp tục là video bán hàng với vòng 2 rap. Vòng 2 rap ra nghe anh hiểu bán hàng gọi. Mình không hiểu sao chủ bộ ông này ông ấy vừa mới lấy rap về xong, vừa lấy rap chiều nay xong. Xong bán luôn, không hiểu mình chưa thấy cái nỗi sai lầm gì ở đây cả. Tất nhiên là nó sẽ bị số điểm thì mình cũng không phải là đen đâu. Nó cũng hơi gọi là trùng giảm công với con vai một tí. Nói chung là hơi thừa một tí nhưng với server mới, à này server siêu mới các bạn ạ. Server thuộc server 80. Siêu mới luôn thì mình thấy rằng thật ra là nếu như mà nói là trùng giảm công thì cũng đúng, nhưng mà xem vào mới thì hai càng nhiều tư chất 15 thì mới thật càng tốt, chứ nó cũng chả cần phải meta với tủng gì cả, trùng nó cũng chả vấn đề gì cả. Đấy, cái trong top ở đây hiện nay thì mình thấy rằng đấy ai top server đây các bạn ạ. Đấy thì các bạn anh thấy người ta cũng đều thế hết cả thôi đúng không? Đấy, cứ có bot gì ra là lấy bot đấy. Thế theo mình thấy nó là hợp lý thôi, vì thời điểm đầu này thì chả có meta với tủng, có mấy chục ngày meta chứ. Chưa được tháng mới được có 27 ngày đúng không các bạn? Nhưng meta mê tủng cái gì? Thì có boss nào thì lấy boss đấy. Đấu trường thì dễ được hạng cao. Dễ được hạng cao thì có nhiều kim cương. Rồi đánh các chế độ thì nó sẽ tốt hơn. Gia tăng nguyên liệu đồ nhất nhanh hơn. Thì thành gọi nói chung là chiếm được nhiều nguồn tài nguyên từ nhà phanh hơn. Thì dễ dàng leo tốt hơn. Và thế thôi. Cho nên thật sự cái đoạn đầu này mình nghĩ rằng meta mới nhất cái sự trùng lập về nó không quan trọng, vì nó không có nhiều sự lựa chọn. Mình lấy ví dụ xem cũ của mình ấy thì có vẻ phân vân là rap, và nếu không lấy rap thì lấy vai rồi thôi, không lấy rap thì nó trùng nhau giảm công, còn lại thì dùng thần bài rồi dùng Athena rồi Kensu rồi đấy những cái sự lựa chọn khác. Chứ nói thật với bạn, xem mới này làm nhiều sự lựa chọn. Nếu mình nghĩ ông chủ bạc ấy hy vọng là xem xong video thì inbox lại mình hủy bán nhá. Đấy, còn đâu có đâu, tất nhiên ông nào mà chuyển tiền trước là mình giao hàng luôn, đồng tin là mình làm hết rồi đấy. Hy vọng là bạn ý đấy các nhắc nói thật với bạn phí à, vừa mới làm một tháng vẫn còn siêu lợi tức đấy các bạn đấy. VIP 6 luôn đấy các bạn, này quay mèo full nóc nha, giá có 1 triệu thôi đấy, còn 5 ngày nữa là hết siêu lợi tức, làm đây là đến 3.200 rồi, thêm 1.700 nữa là 3.200, nó sẽ đủ bao nhiêu cương à, bao nhiêu tiền nhỉ, gọi là gói hai gói này đúng không, một gói 250 triệu, 2.3 triệu với đây rồi. Ừ là khoảng 2 triệu rồi. Đấy, khoảng 2 triệu rồi. Đấy, giờ bán đi lỗ vốn, mất lửa đấy các bạn ạ. À quay giá có 1 triệu thôi. Đấy, vừa mua ram xong, rất là phí, nó thật hơi phí. Hơi tiếc nhỉ. Đấy, chung tiếc, hơi phí tiền đó, bán lỗ 1 triệu các bạn nào mua hàng. Có chăng thì là không qua mèo full bốc. Đấy, không qua mèo full bốc được hơi phí một chút, nhưng mà thật server mới thì qua full bốc được nó cũng hơi khó. Hàng này sẽ quay mỗi mèo 2-3k. Chứ đâu mình chả biết check thêm cái gì đâu. Đấy, báo nói thì các anh em biết được cái ạc nó có nguồn gốc rõ ràng, không phải là ạc lỗi ạc bảo mật gì hoặc là lạp lậu lạp điếc gì mà các bạn lo lắng đấy. Chứ ạc giá bao nhiêu nhỉ, 1 triệu các bạn nhá. Bạn nào mua ạc thì liên hệ mình theo số điện thoại Linh Phú dưới phần mô tả video. Các bạn hãy đỡ tốn tiền làm VIP thôi, sẵn bot đúng không, đỡ phải ngồi cày đến level 61, cày tháng mới ít đâu. Bạn nào mua ạc thì liên hệ mình nhé.